Hello cho anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay sẽ lại tiếp tục vào cho anh em một video nữa để vào chốt lãi anh em nhé. Hàng ngày rồi, hàng ngày công việc hàng ngày thôi, vừa chốt lãi này, vừa kiểm tra vào check track xem vào đánh xem là cầu kèo có ngon nghẻ ok hay không, nhà cái có phích phổng gì không thì lại tiếp tục làm video gửi đến cho anh em. Tôi là kiếm tiền trên hai tay, một tay là mẹ mút mát trong 6-8 game bài. Tay nữa là mút mát bên view của YouTube, thành ra là anh em nào ủng hộ tôi thì có thể cho tôi xin một like, follow anh em nhé. Ok anh em, vào chiến luôn. Và chiến luôn. Chứ một hôm không làm video mẹ anh em lại quên tôi ngay, quên tôi mất view là tôi lại mất tiền đấy. Ôi giời ơi. Cầu gì thế này, từ từ anh em nhé, tôi check qua cái cầu này đã nhá. 367 36 16 này. 16 về xỉu này. 17 này, 7 về tài công người cả. Công người cả 9 này. 9 đánh một tay tài nữa anh em nhá, 9 đánh một tay tài nữa. Thì anh em thấy tôi vào tôi cứ đếm 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 9 nọ 9 kia đúng không? Anh em chắc em chưa hiểu, nhưng mà nhiều anh em mới anh em chưa hiểu, nhưng anh em cũ thì có thể là biết tôi đang áp dụng phương pháp của tôi rồi. Thì phương pháp của tôi là tổng cộng tổng single 1 này, single 3 cộng số cái điểm phiên. Ra trận đánh tài, ra lẻ đánh xỉu, mà ra cầu nghịch thì lại đánh ngược lại. Cầu nghịch là anh em lại chặn đánh vào xỉu, lẻ đánh vào tài nhá. Thì ở đây tôi đang soi khoảng 3 tay thì nó vừa mới bẻ về cầu nghịch xong. Vào luôn cầu nghịch đánh xem nó cũng thế nào nào. Mẹ tay này tay thứ ba vào cầu nghịch anh em nhá. Tay thứ ba vào cầu nghịch. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi rồi. Thơm luôn tay đầu anh em nhé, thơm luôn 10 mít. Thơm như 10 mít ngay tay đầu tiên là cầu nghịch rồi. Tay thứ ba. Ở cái cầu nghịch này thì anh em chú ý là nó đánh đánh thì anh em cứ chặn vào xỉu lẻ vào tài là một này. Chú ý là xem là nó đang ở tay thứ mấy từ khi nó bẻ cầu. Nó vào tay thứ ba, tay thứ tư thì anh em có thể vào vào sâu sâu được. Đến tay thứ 5 thì anh em phải đánh rén lại một tí. Với cầu nghịch tay này là 651, 651, 12, 12 chẵn đánh vào xỉu. Đối với cầu nghịch. Ôi lại lặp lại cầu 321 à. Cầu 321 à, thế được rồi. Cầu 321 thì đánh một tay vào tà xỉu ra rồi tính sau vậy. Check lại bảo thiên 13, 13 xuống rồi, 13 có xuống đây rồi, 12 cũng xuống, 13 xuống rồi. Ok, tay này hy vọng khá là cao. Đi qua cầu 321 này thì chắc là sẽ ổn thôi. Ôi giời ơi. Ôi hỏng rồi anh em ơi, hỏng 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 hỏng. Hỏng rồi, mới có 3 tay mà nó bẻ, mới có 3 tay mà nó bẻ cầu rồi, đúng là được hay cầu 31 đây. Cầu 3 nghịch một thuận, 3 nghịch một thuận. Nào. Ok, tay này đánh nghịch anh em nhá. Tôi nghĩ đang đi cầu 31 rồi. Một cái chặn vào tài này, tiếp tục chặn này, chặn tiếp thì mẹ khó nhờ. 12 chặn tiếp mẹ. Vào xỉu tay này anh em nhé, tôi đang nghĩ tôi đi cầu 321, thêm một mà nữa để dướn lại tức, không là bị sẽ bị thua. Em chú ý là khi anh em đánh gấp thép ấy thì anh em phải gấp thép lên khoảng 2,5 lần nhé. Gấp thép chỉ gấp đôi thôi thì nó sẽ bị trừ vào tiền mà tiền gì nhỉ? Cái tiền hoa hồng mà anh em trả cho nhà cái ấy. Thì khi anh em nhận lợi tức về thì nó sẽ được ít lắm, nó không được nhiều. Ok rồi đấy, lỗ hũ luôn đây. Lỗ hũ đây. Lỗ hũ ngay mẹ, thơm như muối mít anh em nhá. Thơm như muối mít này. Quá đỉnh luôn, bắt quả cầu mẹ ngon ngã. Đi đúng quả cầu 321 luôn. À đâu quả có 31 chứ. 3 nghịch một thuận, 3 nghịch một thuận. Tiếp tục một tay nghịch nữa này. Tay nghịch nữa tay này vào tài anh em nhá. Tay nghịch nữa tay này vào tài. Ok vào tài này. Mình đã có lãi rồi thì cứ từ từ mà đánh thôi anh em nhá, không cần phải vội. Tôi bắt gãy quả cầu 321 phát này tôi có thể nghỉ game cũng được này. Cái quả cầu này gọi là cầu 31. Tức là nó cứ đi 3 chẵn một hiện tại đang đi 3 nghịch một 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 thuận đấy, 3 nghịch một thuận thì tay lúc nãy nó tôi bẻ cầu ấy,
Tôi định theo cầu Thuận luôn nhưng mà nó đúng là nó lại đi về cầu Nghịch. Thành ra là tôi đang phải theo cái cầu này, thế là đây tay tay thứ hai của cầu cầu rồi. Ui rồi hỏng hỏng à hỏng à hỏng nào được. Ok một tay nữa này, thêm một tay nghịch nữa, sau đó đánh vào tay Thuận nha anh em nhé. Đánh một tay Thuận sau lại đánh về ba tay nghịch, thêm một tay nghịch nữa, sau đánh một tay Thuận này, thêm một tay nghịch nữa, tay này lại đánh tiếp vào tổ hợp tài này, vào tài một tay nữa, cố gắng đi đều tay và kiểm soát vốn để mình có thể là kể cả thủng ở tay này thì vẫn có lợi tức cao nhất nha anh em nhé. Hiện tại thì lãi là cũng là khá là thơm rồi, lỗ cho quả hũ cái mẹ tí thì nhân đôi vốn, nhân đôi vốn thì lại tuyệt vời quá. Bây giờ đã được khoảng 15% à đâu 50% vốn rồi đấy anh em, hiện tại đã được 50% vốn rồi. Đúng là chó đỏ mẹ vào, một khi cô đã thương thì mẹ muốn làm dân thường cũng khó. Chó đỏ phát vào mẹ lỗ hũ ngay được, thơm như mới mít. Này bắt chúng quả cầu 31 nữa. Lốt tay này mà nó đi cầu 31, lốt tay này tay sau sẽ đánh về cầu Thuận này. Úi rồi ôi, rồi nó bẻ cầu rồi. Bẻ cầu rồi anh em nhé, bẻ cầu rồi. Nhưng mà thôi bẻ cầu rồi thì thôi vậy, không sao. Mình vẫn có lãi đâu đó khoảng độ 50%, khoảng 10M thì đã thơm rồi. 10M thì đã thơm rồi. Nghỉ game được rồi. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video này và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Tôi bây giờ tôi đánh cậy cầu là tôi nghỉ thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.